Thưa quý vị, trong suốt chiều dài của lịch sử, chưa khi nào thôi in bóng quân xâm lược, tinh thần quả cảm của người Việt đã được hun đúc và tôi luyện, trở thành một phẩm chất bền vững của dân tộc không dễ gì suy xuyển. Câu chuyện về Ít Kiêu, một người dân bình thường đã một mình đục thủng hàng chục chiếc chiến thuyền của nhà Trần, đánh đuổi giặc Nguyên Mông vẫn còn đó trong sử sách oanh liệt của dân tộc. Vâng, và cho đến ngày nay thì những hậu duệ anh của những người anh hùng ấy, những người chiến sĩ đặc công Hải quân Việt Nam thì vẫn không ngừng phát huy sức mạnh, tinh thần sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào Tổ quốc của chúng ta lên tiếng gọi. Phóng sự về những Ít Kiêu thời hiện đại được nhóm phóng viên của kênh VTC14 thực hiện trong những ngày cuối tháng 5 khi mà cái nóng nực bao trùm cả đất liền lẫn ngoài khơi biển đảo. Lịch sử chống Nguyên Mông còn ghi danh Ít Kiêu đêm đêm lặn vào chạy giặc, dùng rùi sắt đục thủng thuyền của chúng, khiến vô số chiến thuyền bị chìm. Nhờ đó, cùng với tài thao lược của Hưng Đạo Vương, quân Nguyên đã bị đánh đuổi khỏi bờ cõi. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tinh thần và sức mạnh Ít Kiêu ấy một lần nữa lại được phát huy trong lực lượng đặc công Hải quân Việt Nam. Anh hùng Nguyễn Ngọc Quế, nguyên lữ đoàn trưởng lữ đoàn đặc công 126, vẫn nhớ như in những ngày cùng đồng đội luồn sâu đánh vào những mục tiêu hiểm yếu giải phóng đảo Song Tử Tây của Trường Sa. 13 dạng ngày 14 tháng 4 năm 75 đã đổ bộ với một lực lượng không đông, với một cái cách đánh linh hoạt, mưu trí, dũng cảm, thọc sâu, trong 45 phút đã giải phóng đảo Song Tử Tây, là một đảo trong quần đảo Trường Sa, để mở màn cho cách đánh của đặc công. Chúng tôi cũng có một số đồng chí đã hy sinh và chôn ở trên đảo, thì cái điều đó càng thể hiện ý chí ngày hôm nay, cái thế hệ trẻ của ngày hôm nay lại càng sục sôi, và đồng thời nói rằng Tổ quốc, biển đảo, quê hương thì dù là một tấc đất, dù một thời cơ nào đó thì chúng ta cũng quyết giữ. Đất nước mới yên tiếng súng chưa trọn vẹn 40 năm, nay lại tiếp tục dậy sóng. Thế hệ những người như anh hùng Quế nay đã già, thì một lớp chiến sĩ trẻ lại kế tục sự nghiệp bảo vệ vùng trời, vùng biển thân yêu của Tổ quốc. Tôi đang có mặt ở lữ đoàn đặc công 126 thuộc quân chủng Hải quân Việt Nam. Và như các bạn thấy thì sau lưng tôi là các chiến sĩ đặc công Hải quân đang trong một cái buổi huấn luyện. Và như các bạn biết rằng là để có được một lực lượng đặc công tinh nhuệ như lữ đoàn 126 đang có hiện nay thì các chiến sĩ đã phải khổ luyện như thế nào? 4 2 Thôi đã. Xin chào đồng chí, tôi thấy là hôm nay thời tiết rất là nắng nóng và tôi không hiểu là khi mà trời mưa to hay những thời hôm thời tiết mà khắc nghiệt hơn thì các đồng chí phải tập luyện như thế nào? Vâng, chào chị. Trên một cương vị là một người chiến sĩ đặc công ấy thì ngoài cái thời tiết nắng mưa này nó là chuyện bình thường. Trước khi muốn vào trở thành một người chiến sĩ đặc công thì chúng ta phải huấn luyện theo cái nội dung rất khắt khe của người chiến sĩ đặc công, là từ thấp lên cao, từ dễ lên khó, và để thích nghi được với những cái môi trường như vậy thì người chiến sĩ đặc công là một trong những người mà bên ngoài người ta gọi là anh siêu nhân của đời thường ấy ạ, và phải thực hiện những cái ý chí rất kiên cường và nghị lực sống rất cao. Đối với chúng tôi luôn xác định cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như là bảo vệ Tổ quốc là cái nhiệm vụ chính của cái lực lượng đặc công Hải quân. Vì vậy khi Tổ quốc cần, chúng tôi luôn sẵn sàng là thực hiện tất cả các nhiệm vụ và sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Lữ đoàn đặc công 126 nằm ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, ngay cạnh những con sông đã gắn liền với truyền thống đánh giặc của ông cha. Này lại trở thành thao trường, bãi tập, nơi rèn luyện ý chí, sức mạnh của đặc công Hải quân trước khi vào chiến trường chiến đấu. Biển động như thế này là chúng tôi là sẵn sàng. Đấy, khi Tổ quốc cần là chúng tôi sẵn sàng lên đường, và bằng cái kỹ chiến thuật của mình, điêu luyện, tinh thông
đấy, thiện chiến là chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn, đấy, chiến đấu dài ngày trên các biển xa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và quân đội giao cho, để cùng với quân và dân cả nước giữ chắc đấy, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Lịch sử dân tộc đã chứng minh quân đội Việt Nam lực lượng dù ít song tinh nhuệ quả cảm, chưa từng khuất phục trước kẻ thù xâm lược. Và người Việt Nam dù yêu chuộng hòa bình nhưng cũng sẽ chiến đấu đến cùng nếu sự bình yên của quê hương, lãnh thổ của Tổ quốc bị xâm phạm. Tinh thần ấy đang hừng hực cháy ở những chiến sĩ của Lữ đoàn Đặc công 126, những yết kiêu của thế kỷ 21.